Theo thông tin ban đầu, vụ tai họa xảy ra vào khoảng 6 giờ sáng sủi 1:11 tại té tư Nguyễn Văn Nguyên, Nguyễn Khánh Toàn, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Hiện trường xảy ra vụ việc. Tại thời điểm trên, chiếc xe buýt số 68 chạy tuyến Hà Đông sân bay Nội Bài thuộc xí nghiệp xe khách Nam Hà Nội đang lưu thông trên đường Nguyễn Văn Nguyên. Khi tới gần té tư Nguyễn Khánh Toàn thì xảy ra va chạm với xe máy chở 3 thanh niên. Vụ va chạm khiến phần đầu xe hư hỏng, nứt kính chắn gió phía trước. Một thanh niên bị thương nhẹ ở chân. Nam thanh niên tỉ ti xin tha sau khi đâm vào xe buýt gây hư hỏng. Liên quan đến vụ việc này, vị điều khiển xí nghiệp xe khách Nam Hà Nội cho biết, sau khi xảy ra vụ việc, một trong ba thanh niên đi trên xe máy tỉ ti xin lái xe bỏ lỡ. Do các nam thanh niên chưa đủ tuổi, vị thành niên không mang theo giấy tờ nên sau đó đơn vị đã bỏ lỡ vụ việc. Đồng thời xe buýt cũng đã di chuyển về xí nghiệp kiểm tra mức độ hư hỏng. Theo thông báo của lái xe buýt, thời điểm xảy ra vụ việc, các nam thanh niên kẹp ba trên rim chiến, không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ và đi với vận tốc khá cao trước khi đâm vào đầu xe buýt. Ba thanh niên không mang theo giấy tờ tùy thân, vị điều khiển xí nghiệp xe khách Nam Hà Nội cho biết thêm.